Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, hôm nay mình làm đề tài tiếp theo, đó là thập giá và lưỡi gươm của đại đế Constantine. Mời quý vị và các bạn đăng ký kênh để ủng hộ tinh thần cho mình làm tiếp theo. Constantine sinh năm 274 tại Nice, nay là tiểu bang Sibiu của Nam Tư. Qua đời đại tại Constantinople, nay là Istanbul, tại Thổ Nhĩ Kỳ. Vào năm 337, mẹ của Constantine là Helena, sinh quán tại Anh Quốc. Cha của Constantine là Constantius Chlorodos, một vị tướng của đế quốc La Mã đồn trú tại Anh. Cha của Constantine đã quen biết bà Helena khi bà này là còn một cô gái hầu bàn tại quán rượu ở Bithynia. Bà Helena chỉ là một trong những cô vợ bé của Constantine Tios mà thôi. Khi Constantine lên 7-8 tuổi thì bà Helena bị chồng ruồng bỏ. Bà rất đau buồn nên đã tìm an ủi trong đạo Kitô. Chẳng bao lâu sau, bà trở thành một tín đồ rất sùng đạo. Không ai ngờ hành động theo đạo Kitô của bà đã gây ảnh hưởng rất lớn đối với Constantine. Sau này, Constantine đã biến Kitô giáo thành một lực lượng khuynh đảo thế giới, lớn nhất trong lịch sử loài người. Trước thời đại của Constantine, người Kitô giáo dùng hình con cá làm biểu tượng. Constantine là người đầu tiên dùng thập giá làm huy hiệu chính thức của quân đội La Mã. Và cũng từ đó thập giá trở thành huy hiệu cao quý nhất của Kitô giáo. Đế quốc La Mã và Kitô giáo cùng chung một biểu tượng thập giá. Dưới bàn tay phù thủy của Constantine, thập giá là một dụng cụ giết người rất dã man và đáng ghê tởm nhất, đã biến thành thánh giá thiêng liêng cao quý của đạo Kitô và của cả đế quốc. Có lẽ do ảnh hưởng của mẹ, Constantine nhận thấy những người Kitô giáo rất cuồng tín. Constantine không tin đạo nhưng chủ tâm sử dụng Kitô giáo làm công cụ chính trị để thống nhất đế quốc và sau đó có thể là dùng tôn giáo để chinh phục thế giới. Constantine đã bộc lộ chủ trương này qua khẩu hiệu In hoc signo vinces, dưới khẩu hiệu thập giá ta sẽ chiến thắng. Chủ trương này còn bộc lộ rõ rệt hơn nữa khi người kế nhiệm Constantine đổi tên Kitô giáo thành Công giáo năm 340. Danh từ Công giáo trong tiếng Latin Catholic có nghĩa là toàn cầu, ngụ ý đế quốc có thể bành trướng thế lực ra khắp thế giới dưới chiêu bài Kitô giáo. Những hoàn cảnh lịch sử đã đưa Constantine lên ngôi đại đế. Đế quốc La Mã bắt đầu xuất hiện từ thế kỷ thứ 6 trước công nguyên đến đời Diocletian cuối thế kỷ thứ 3 sau công nguyên. Đế quốc La Mã bao trùm một vùng lãnh thổ rộng lớn tới 2 triệu dặm vuông, trải dài từ Armenia sát nước Nga đến Bắc Phi, từ Đại Tây Dương đến Biển Chết, từ Tô Cách Lan đến Ai Cập. Năm 285, Diocletian lên ngôi hoàng đế La Mã, lãnh đạo lãnh thổ của mình quá lớn bèn chia đế quốc thành 4 vùng, mỗi vùng do một thống đốc cai trị. 4 thống đốc đó là Licinius và Maxentius, Galerius và Constantius. Tios Chlorodos, cha của Constantine. Vùng lãnh thổ thuộc quyền của Constantine là Anh, Pháp, Tây Ban Nha và một phần đồng bằng sông Rin của Đức, Bỉ. Năm 305, nhân dịp vào có vụ nổi loạn ở Anh, Constantine được cha trao trách nhiệm mang quân từ Pháp qua Anh dẹp loạn. Đến tháng 7 năm 306,
Trong lúc Constantine đang ở Anh thì được tin cha từ trần tại Ý. Các quân sĩ dưới quyền tôn Constantine lên ngôi hoàng đế. Bắt đầu từ đó, năm 306, Constantine lo củng cố quân lực để chống thống nhất đế quốc. Sau 6 năm tuyển mộ quân lính, phần đông là những tín đồ Kitô giáo, Constantine thành lập đạo quân thập tự đầu tiên với cờ hiệu là hình chữ thập, hoặc viết hai chữ tắt là Hy Lạp XB, có nghĩa là Kitô. Năm 312, Constantine kéo quân đến Roma, giết chết đối thủ của mình là Maxentius tại cầu Milvian. Xác của Maxentius bị vứt xuống sông Tiber. Ngay khi đến, khi tiến vương hoàng làm chủ thủ đô Roma, Constantine công bố chủ trương ưu đãi Kitô giáo. Vào tháng 2 năm 313, Constantine đến Milan gặp đối thủ Lucinius và thuyết phục ông này cùng ký tên vào văn kiện được gọi là Đạo luật Milan. Ban bố hủy bỏ lệnh cấm đạo trên toàn đế quốc. Cả hai vị hoàng đế cùng công bố như sau: chúng tôi cho mọi người Kitô giáo có quyền lựa chọn các nghi lễ thờ phượng mà họ muốn. Sau đạo luật Milan, Constantine ra lệnh hoàn trả Kitô giáo tất cả tài sản đã bị các hoàng đế tiền nhiệm tịch thu ngày 28 tháng 10 năm 312. Constantine công bố thập giá là biểu tượng chính thức của Kitô giáo. Trước đó, các tín đồ Kitô thường dùng hình vẽ con cá làm biểu tượng vì chữ Hy Lạp Ichthus có nghĩa là cá, cụm từ eo có nghĩa là con cá của Chúa Trời, ghép các chữ đầu lại với nhau thành tên của Giêsu theo tiếng Hy Lạp. Năm 323, một đối thủ của Constantine là Galerius bất thần bị bệnh chết và không có người thừa kế. Sân khấu chính trị của đế quốc La Mã chỉ còn lại hai đối thủ là Constantine và Licinius. Năm 324, Constantine kéo đại quân tấn công Licinius tại Milan, truy kích và tiêu diệt đối thủ tại hải cảng Bosporus, Hy Lạp. Từ năm 324, Constantine tự xưng là đại đế, nắm trọn quyền kiểm soát toàn thể lãnh thổ của đế quốc La Mã rộng lớn. Với chủ trương sử dụng Kitô giáo là dụng cụ toàn cầu, ngay sau khi nắm trọn quyền cai trị đế quốc, Constantine đã lo thực hiện việc đầu tiên là triệu tập hội nghị các giám mục trong toàn thể đế quốc họp lại Nicea, Hy Lạp năm 325 để thống nhất các giáo phái Kitô. Sau công đồng Nicea năm 325, Kitô giáo mới thành hình là một tôn giáo thống nhất về giáo lý. Trước đó thật sự chưa có đạo Kitô theo đúng nghĩa như ta hiểu hiện nay. Để đánh giá đúng mức công trình kiến thức kiến tạo Kitô giáo của Constantine, chúng ta cần tìm hiểu cái gọi là Kitô giáo nguyên thủy, tức Kitô giáo trong 3 thế kỷ đầu công nguyên, hoặc gọi là Kitô giáo trước thời đại Constantine như thế nào. Kitô giáo trước thời đại Constantine, trong thời gian Constantine tiến quân vào Roma năm 312, thì thành phố này có khoảng 1 triệu dân, nhưng không có một giáo hội Kitô nào để hoạt động công khai tại đây. Từ thời Nero 54 đến 68, nhiều ngàn tín đồ Kitô bị ném vào giáo đóng trường cho thú dữ ăn thịt bạo chúa Trajan 98 đến năm 117, cấm đạo ác liệt trong 19 năm. Tiếp theo là vụ quân La Mã tàn phá Jerusalem, giết hại 850.000 dân Do Thái trong các năm 132-135, khiến cho giáo hội Kitô Do Thái Jamat, em ruột của Giêsu lập nên, bị hoàn toàn tiêu diệt. Năm 160 xảy ra biến cố
quân Hung Nô chống lại La Mã. Do đó các hoàng đế La Mã đã áp dụng chính sách cấm đạo gay gắt kéo dài trên một thế kỷ. Tín đồ Kitô bị sát hại hàng loạt, các nhà thờ bị đốt phá, các sách kinh bị hủy diệt. Khởi đầu là hoàng đế Marcus Aurelius năm 161 đến 180, hoàng đế Didius Julianus 193, Valerian 253 đến 260 và hoàng đế Diocletian năm 284-305. Các tín đồ sùng đạo phải đọc kinh hoặc hành lễ trong các hang hầm bí mật. Giáo hội Kitô bị phân tán và rút vào bóng tối như những hội kín. Ngày nay, Vatican thường liệt kê danh sách các giáo hoàng liên tục hoạt động ở Roma từ thời Phêrô cho đến thời Constantine là một điều hoàn toàn ngụy tạo. Trước hết, trong vòng 3 thế kỷ đầu công nguyên, Kitô giáo chưa hình thành là một tôn giáo thống nhất nên không thể có giáo hoàng đứng đầu toàn giáo hội. Sau nữa, trải qua nhiều đợt cấm đạo gây gắt liên miên trong 3 thế kỷ, mọi hoạt động công giáo công khai của giáo hội cũng như các cơ cấu tổ chức rộng lớn không thể thực hiện và không thể tồn tại ở Roma. Trong tác phẩm A History of Christianity xuất bản tác giả Owen Chadwick đã viết trong 3 thế kỷ đầu công nguyên, Kitô giáo luôn luôn bị coi là bất hợp pháp trong toàn đế quốc La Mã. Do đó Kitô giáo không có giáo hội công khai mà chỉ có giáo hội kín của những tín đồ Kitô mà thôi. Sách dẫn trang 34. Trong thế kỷ đầu công nguyên, tên gọi Kitô giáo cũng chưa có. Mọi người trong đế quốc La Mã gọi đạo Giê-xu là phong trào Giê-xu. Tác phẩm Edmund Hanbot of Christianity là công trình nghiên cứu Kitô giáo của trên 100 giáo sư sử học và giáo học và tôn giáo học các trường đại học Bắc Mỹ, Âu Châu, Úc Châu và Nhật Bản. Sách này dày trên 700 trang, khổ lớn, xuất bản lần đầu năm 1977, tái bản năm 1987 với 750.000 cuốn. 10 trang sách từ 96 đến 105 của tác phẩm giá trị này cho chúng ta thấy Kitô giáo trong 3 thế kỷ đầu công nguyên chưa hình thành là một tôn giáo thuần nhất. Có ít nhất 4 nhóm Kitô giáo đưa ra những giáo lý khác nhau. Nhóm này viết sách đã kích nhóm kia và kết án lẫn nhau. Và dị giáo hoặc rối đạo một nhóm Kitô giáo Do Thái. Nhóm này thoát thai từ giáo hội Kitô đầu tiên do em ruột của Giê-xu là James thành lập tại Jerusalem. Nhóm này tôn vinh Giê-xu là đấng Messi Kitô và nhấn mạnh đến sự sống lại của Giê-xu vì theo truyền thuyết của Cựu Ước Do Thái thì đấng Messi không bao giờ chết. Nếu không đề cao sự sống lại của Giê-xu thì ông ta không thể được coi là Chúa cứu thế. Nhóm Kitô Do Thái cố gắng tìm mọi cách để chứng minh Giê-xu là đấng Messi đã được Cựu Ước tiên tri. Họ dùng những hình ảnh quen thuộc của Cựu Ước Do Thái để gọi Giê-xu, chẳng hạn như Giê-xu là con chiên hy sinh trong ngày lễ vượt qua, Giê-xu là Adam thứ hai. Điều này cũng dễ hiểu vì Kitô giáo xuất thân từ Do Thái giáo và các tín đồ Kitô đầu tiên cũng đều là những người Do Thái. Chính vì thế mà dân Do Thái đã gọi những tín đồ Kitô giáo đầu tiên là những tín đồ Do Thái biến thể. Nhóm Kitô giáo Do Thái đòi hỏi một người ngoại đạo muốn theo đạo Kitô phải chịu phép cắt bì, cắt da đầu dương vật và phải tuân hành mọi luật lệ của đạo Do Thái, nghỉ việc ngày Sa-bát. Trong lúc đó,
Phaolô đang giảng dạy đạo Kitô cho các dân ngoại tại Hy Lạp và Roma với chủ trương theo đạo qua đức tin mà thôi. Nghe tin Phêrô và Giamét thực hiện việc truyền đạo Kitô với những điều kiện ràng buộc và đạo Do Thái, Phaolô lo sợ họ sẽ phá hỏng cuộc truyền đạo nên vội đến Jerusalem can gián Phêrô và Giamét. Giamét biết phục thiện và nghe lời Phaolô, Phêrô bướng bỉnh cãi lại, nên hai người đã trải qua một cuộc đấu khẩu kịch liệt. Giamét bị chính quyền Do Thái xử tử tại Jerusalem năm 62. Sau đó nhóm Kitô Do Thái phải hoạt động trong bóng tối hoặc phải chạy phân tán ra nước ngoài. 2. Nhóm Kitô ngộ đạo. Đây là giáo phái Kitô xuất hiện tại Tiểu Á và Bắc Phi vào cuối thế kỷ thứ nhất, phát triển mạnh trong thế kỷ thứ hai sau Công nguyên. Năm 1947, các nhà khảo cổ đã tìm thấy nhiều tài liệu cổ ở vùng biển chết, trong đó có nhiều cuộn sách bằng da lừa nói về giáo phái ngộ đạo. Giáo phái này chủ trương mọi người được cứu rỗi do sự hiểu biết những bí mật của đạo. Danh xưng của giáo phái do tiếng Hy Lạp là Gnosis, có nghĩa là hiểu biết sự bí mật. Họ giải thích trái cấm trong vườn địa đàng chính là trái cây hiểu biết. Con rắn quyến rũ Eva ăn trái cấm không phải là quỷ Satan, mà là một đại ân nhân của loài người. Vì con rắn là biểu tượng cho sự khôn ngoan, con rắn muốn giúp loài người trở nên sáng suốt để tự giải thoát mọi đau khổ trầm luân trên cõi đời này bằng cách ăn trái cây hiểu biết. Chính Thiên Chúa Jehovah trong Cựu Ước mới là ác quỷ, vì nó ra lệnh cấm tổ tiên loài người không được ăn trái cây hiểu biết. Nó muốn dìm con cháu Adam, Eva và phải chìm đắm trong sự u mê tâm tối để luôn luôn phải tôn thờ và tuân phục nó. Loài người phải đau khổ triền miên vì chưa thoát ra khỏi được ức chế của ác chúa Jehovah. Đưa ra lý luận trên, giáo phái Kitô ngộ đạo chủ trương Kitô giáo phải tách rời khỏi Do Thái bằng cách hoàn toàn phủ nhận các kinh thánh Cựu Ước Do Thái. Họ thẳng thắn phê bình Thiên Chúa Jehovah của đạo Do Thái là quá thấp kém, thậm chí họ còn gọi là Jehovah là thằng quỷ. Chính vì thế những người Kitô giáo không thể tôn thờ nó. 3. Giáo phái Kitô Maccionim. Vào năm 160, Maccion là một tín đồ Kitô rất trí thức và hùng biện thuyết giảng tại Roma ca ngợi Giêsu là đấng Kitô, Chúa cứu thế. Nhưng đồng thời kịch liệt mạt sát Thiên Chúa của đạo Do Thái. Ông nói Thiên Chúa của Cựu Ước Do Thái thường gây những cuộc chiến tranh hoặc những cuộc tàn sát do sự tức giận, nên không thể phù hợp với Đức Chúa Cha nhân lành của Giêsu trong Tân Ước được. Maccio ca ngợi Thiên Chúa trong Phúc Âm Kitô giáo là Thiên Chúa của tình yêu. Tuy nhiên, Maccio cho rằng Giêsu đã không được sinh ra bởi một người đàn bà, nhưng đã bất thần xuất hiện tại Capernaum năm 29 sau Công nguyên với hình thức vóc của một con người lớn. Maccio bác bỏ lý thuyết cho rằng xác của mọi người chết sẽ sống lại, bác bỏ hoàn toàn Cựu Ước Do Thái và phần lớn các sách Tân Ước, chỉ ngoại trừ Phúc Âm của Luca và của bức thư Phaolô mà thôi. Giáo phái Kitô Maccionim truyền đạo khắp nước Ý trong thế kỷ thứ hai tới thế kỷ thứ tư. Giáo phái này trở nên thịnh hành tại Trung Đông, Armenia và Ai Cập. Họ có nhà thờ riêng, có hệ thống tu sĩ riêng và có các nghi thức riêng đến cuối thế kỷ thứ tư. Giáo phái này bị đế quốc La Mã tiêu diệt. 4. Giáo phái Kitô Hy Lạp. Giáo phái này có rất nhiều học giả nổi tiếng thông thạo triết học Hy Lạp và chịu ảnh hưởng sâu đậm triết học duy tâm của
Plato và Socrates. Họ tin rằng Thiên Chúa của Plato chính là Thiên Chúa của Kinh Thánh và họ gọi Socrates là tín đồ Kitô giáo trước Giêsu. Sách dẫn trang 110. Các học giả này viết rất nhiều sách để hoàn thành một hệ thống giáo lý cho đạo Kitô. Họ chủ trương vẫn tôn trọng các sách kinh thánh cựu ước của đạo Do Thái, đồng thời dùng triết học và thần học Hy Lạp để biến Giêsu thành Thiên Chúa. Họ đã thành công vì lý thuyết của họ về một Thiên Chúa ba ngôi đã được công đồng Nice năm 325 chấp nhận và trở thành kinh tin kính của Kitô giáo. Những học giả nổi tiếng nhất của giáo phái Kitô Hy Lạp gồm có bốn người sau đây: một, Justin Martyr, 100 đến 165. Thiên Chúa là đấng tạo hóa theo đúng quan điểm của đạo Do Thái, nhưng Thiên Chúa cũng hóa thân thành người sống giữa trần gian, bởi vì Thiên Chúa là Ngôi Lời. Theo thần thuyết Hy Lạp thì Ngôi Lời là con của Thượng Đế, có thể biến thành xương thịt của con người. Sách của Justin Martyr đều được viết bằng tiếng Hy Lạp vào khoảng giữa thế kỷ thứ hai. Điều đặc biệt đáng nhớ là Justin đã sáng tác ra nghi lễ Misa, khi các tu sĩ làm lễ này phải có bánh và rượu để tượng trưng cho thịt và máu của Giêsu. Hai, giám mục Israel Na'il. Giám mục Israel Na'il là tác giả chống lại phe Kitô ngộ đạo mạnh mẽ nhất và cũng là người tuyên truyền mạnh nhất cho thần thuyết Ngôi Lời của Hy Lạp. Danh từ Logos được sử dụng đầu tiên bởi một số triết gia theo chủ nghĩa Platonism thuộc thế kỷ thứ 3 trước Công nguyên, để chỉ thượng đế hóa các học giả Kitô theo học thuyết Plato, cố gắng gắn ghép Giêsu là Logos để tôn thờ, đồng thời dựa vào đó để lập ra thuyết Thiên Chúa ba ngôi. Israel Na'os sinh trưởng tại Bắc Phi, lớn lên trở thành tu sĩ tại Pháp và được bầu chọn làm giám mục tại địa phận Lyon. Vào giữa thế kỷ thứ 2 năm 185, Israel Na'os xuất bản cuốn sách chống dị giáo, kết tội hai giáo phái Kitô, Gnosticism và Marcionism. Ông đưa ra một bản dự thảo đức tin của các thánh tông đồ. Bản dự thảo này đã được công đồng Nice biểu quyết chấp thuận năm 325 và trở thành kinh tin kính của Kitô giáo. 3. Origen, 185-254. Origen là người Hy Lạp sinh trưởng tại Ai Cập, du lịch rất nhiều nơi và biết viết nhiều sách để quảng bá tư tưởng của Plato. Ông viết sách Principles để nêu ra thuyết Thiên Chúa ba ngôi, gồm có God, Logos và Holy Spirit, Chúa Thánh Thần. Origen là người đầu tiên hoàn thành thần học Kitô theo triết học và thần học Hy Lạp. Trong cuộc cấm đạo dưới triều hoàng đế La Mã Decius, Origen bị chém đầu năm 254. 4. Titun Lian. Ông sinh trưởng tại Bắc Phi, chịu ảnh hưởng của văn hóa Hy Lạp, nhưng lại là tác giả đầu tiên viết sách truyền đạo Kitô bằng tiếng Latin. Người ta không rõ ông sinh vào năm nào và chỉ biết sách của ông đã được viết trong thời gian từ 196 đến 212 sau Công nguyên. Ông viết nhiều sách nhằm đả phá các giáo phái Kitô đương thời và rất nhiều sách giảng về linh hồn và phép rửa tội, nhất là về thần quyền Ngôi Lời. Ngôi Lời là một danh từ khó hiểu, thực ra nó đơn giản chỉ là lời nói. Tất cả xuất phát từ thần thoại Hy Lạp cho rằng Thượng Đế đã tạo dựng vũ trụ bằng lời nói của Ngài. Tertullian tán thán.
Lời nói phát sinh từ Thiên Chúa nên được gọi là con của Thiên Chúa và cùng bản chất với Thiên Chúa. Cho nên, con của Thiên Chúa đã từ Thiên Chúa mà ra, như tinh thần bởi tinh thần, Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng. Lời bàn Mao Tôn Cương nói trên của Tê Tuân Ly Anh không ngờ đã trở thành nòng cốt cho thần học ngôi lời của Kitô giáo trong 17 thế kỷ qua. Tại các nhà thờ Công giáo ngày nay, các giáo dân luôn luôn đọc câu kinh trong các lễ Misa để ca ngợi Giê-xu, Chúa được sinh ra mà không phải tạo thành. Chúa là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng. Tòa Thánh thấy câu văn của Tê Tuân Ly Anh viết hay quá nên đã thưởng câu văn này biến cho nó thành câu kinh để giáo dân tin rằng Giê-xu cũng là Thiên Chúa như ánh sáng bởi ánh sáng. Ngài là ngôi lời đã cùng với Thiên Chúa tạo dựng nên vũ trụ này. Đệ tử ruột của vua Tán Nhãm Tê Tuân Ly Anh là Đức Ông Philip Lê Xuân Thượng, chánh sứ của họ đạo Việt Nam mang tên giáo xứ Đức Kitô ngôi lời nhập thể. Số phone 282-495-8133. Có website có tên là reichngoilời.tripod.com. Đức ông Thượng đặt tên cho giáo xứ của Ngài là Đức Kitô ngôi lời nhập thể. Vậy chắc Ngài rất thông suốt về thần học ngôi lời. Tôi ghi địa chỉ của Đức ông như trên để quý độc giả có điều gì thắc mắc về thần thoại ngôi lời, xin cứ việc liên lạc trực tiếp để được giảng đáp thỏa đáng. Những khuôn vàng thước ngọc do Công Tơ Tin đặt ra cho Kitô giáo với đạo luật Milan năm 313, Công Tơ Tin đã chính thức chấm dứt 3 thế kỷ cấm đạo Kitô của đế quốc La Mã. Công Tơ Tin luôn luôn tự coi mình là một đại ân nhân của tôn giáo này. Hơn thế nữa, Công Tơ Tin chỉ coi Kitô giáo là một công cụ phục vụ cho mưu đồ củng cố và bành trướng đế quốc của hắn, nên hắn đã tạo ra những khuôn vàng thước ngọc để buộc Kitô giáo phải tuân theo. Chính vì vậy, Công Tơ Tin tự coi mình là ông thầy dạy cho Kitô giáo phải làm những việc gì trong tác phẩm Chichten Spiritum Classic xuất bản năm 1996, trang 97, tác giả Richard Wolff đã viết rất chí lý. Trong lĩnh vực ý thức chính trị cao, Công Tơ Tin không phải là học trò mà là bậc thầy của giáo hội. Quả thật, ông thầy Công Tơ Tin đã để lại cho đứa học trò của mình là Kitô giáo, đặc biệt là Công giáo La Mã, nhiều khuôn vàng thước ngọc để tuân hành suốt 17 thế kỷ qua. Khuôn vàng thước ngọc đầu tiên là công đồng. Giáo sư sử học Gary Well thuộc Đại học Wesley University đã viết Công Tơ Tin điều hành các công đồng của giáo hội như một thẩm quyền chính trị của ông ta nhằm mục đích đập tan các phe dị giáo để sắp đặt lại các giám mục. Năm 324, Công Tơ Tin thống nhất toàn đế quốc La Mã. Qua năm 325, ông ta triệu tập công đồng Nice bằng cách gửi giấy mời đến 1.800 giám mục trong toàn lãnh thổ đế quốc. Nhưng chỉ có 250 giám mục đến họp tại Nice, nay là thành phố Ismaus của Thổ Nhĩ Kỳ. Phòng họp là một lâu đài sang trọng của nhà vua tại thành phố này. Công Tơ Tin chủ tọa cuộc họp với tư cách là sứ giả của Chúa. Công Tơ Tin chẳng biết gì về giáo lý đạo Kitô, nhưng ông ta nhận thấy Kitô giáo có quá nhiều phe phái chống bán nhau. Ông ra lệnh cho các giám mục phải thống nhất giáo lý, bất kể là giáo lý nào, miễn sao đại đa số giám mục biểu quyết chấp thuận thì giáo lý đó thành chân lý
cho toàn giáo hội. Đó là nguyên tắc chính yếu của các công đồng thuộc giáo hội Kitô. Kết quả của công đồng Nice năm 325 là ngoài việc chấp thuận kinh Tin Kính bao gồm những tín điều căn bản của đạo Kitô, công đồng còn biểu quyết một đoạn đặc biệt để chống lại giáo phái Arius. Đoạn này như sau: Chúa Giêsu có dùng bản chất với Chúa Cha, người là Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật. Sau khi công đồng biểu quyết, Arius là giám mục tại thành phố Alexandria, Ai Cập, không chịu ký vào biên bản. Ông ta vẫn giữ vững lập trường cho rằng Thiên Chúa tạo ra Giêsu Kitô từ không. Như vậy có lúc Chúa Kitô không có, do đó Kitô không phải là Thiên Chúa. Arius bị Constantine tống giam 9 năm, năm 325 đến năm 334. Khi được thả ra thì Arius đã 78 tuổi. Ông sống lang thang trên hè phố Constantinople được 2 năm rồi nằm chết bên đường như gã ăn mày. Arius đã chết vì không hiểu chủ đích của Constantine. Bình tên đặt bảo chúa La Mã chỉ cần thống nhất Kitô giáo để biến nó thành một công cụ chính trị, y không cần đếm xỉ gì đến cái giáo pháp lý của nó ra sao. Trong cuộc đời của Constantine cho đến khi chết năm 337, y đã trực tiếp triệu tập và điều khiển 4 công đồng để thống nhất giáo lý Kitô. Các hoàng đế La Mã kế nghiệp triệu tập công đồng Ephesus năm 431 để tôn vinh bà Maria là mẹ Thiên Chúa, công đồng Chalcedon năm 451 để xác nhận Giêsu có hai bản tính con người và Thiên Chúa, triệu tập công đồng để giải quyết mọi vấn đề khó khăn của giáo hội là sáng kiến của Constantine. Giáo hội Công giáo La Mã thực hiện rất nhiều công đồng trong gần 2.000 năm qua. Công đồng cuối cùng là Vatican II do Giáo hoàng thứ 23 triệu tập năm 1962. Hai, khuôn vàng thước ngọc thứ hai của Constantine là hình thành cơ cấu tổ chức căn bản của giáo hội Kitô. Trước hết, Constantine biến Roma thành thủ đô Kitô giáo bằng cách xuất quỹ xây nhiều nhà thờ vĩ đại như đền thánh Phêrô, biến các đền thờ của đa thần giáo La Mã thành nhà thờ Kitô giáo. Constantine ban hành quy chế giám mục, các giám mục được coi như trong tương đương với nghị sĩ, được huyễn hưởng quyền lợi của viên chức cao cấp của triều đình. Riêng giám mục ở Roma được Constantine cho ở trong cung điện Lateran. Cung điện này nguyên là dinh thự của hoàng hậu Fausta. Bị Constantine giết chết, Lateran trở thành dinh của các giáo hoàng từ đó cho đến thế kỷ thứ 14, để mới chuyển sang một lâu đài khác. Một điều quan trọng khác là Constantine chia lãnh thổ toàn đế quốc La Mã thành các giáo phận đứng đầu bởi một giám mục. Nhà thờ ở nơi có giám mục được gọi là Cateras, do chữ Hy Lạp Cateras có nghĩa là cái ghế, ám chỉ giám mục có quyền cai trị của một viên chức nhà nước. Các tu sĩ được miễn mọi thứ tạp dịch công cộng. Từ năm 323, Constantine trao cho các giám mục có quyền xét xử mọi người trong giáo phận quản hạt. 3. Những khuôn vàng thước ngọc của Constantine về các nghi lễ tôn giáo. Ngày 28 tháng 10 năm 312, Constantine công nhận thập giá là huy hiệu chính thức của quân đội La Mã. Trong ngày khai mạc công đồng Nice năm 325, Constantine chỉ thị cho các giám mục phải dùng thập giá làm biểu tượng chính thức của Kitô giáo và thập giá phải là trung tâm thờ phượng của đạo Kitô. Từ đó thập giá xuất hiện lên các nóc nhà thờ và luôn ở vị trí chính giữa bàn thờ
Kitô giáo. Constantine tự ý ấn định mỗi tuần dành ra một ngày lo việc thờ phượng cho các tín đồ Kitô. Ngày đó gọi là ngày của thần mặt trời, xuân đầy. Ngày chủ nhật đầu tiên cho các tín đồ đi lễ là ngày 7 tháng 3 năm 321. Khuôn vàng thước ngọc tiếp theo, Constantine không cần biết Giêsu sinh ra ngày nào, năm nào. Tuy nhiên, ông ta tự ý quyết định chọn ngày sinh nhật của thần mặt trời Vạn Thắng, theo đa thần giáo La Mã, làm ngày sinh nhật của Giêsu. Đêm thánh vô cùng đầu tiên, toàn giáo hội Kitô long trọng tổ chức để mừng Chúa Giáng sinh là ngày 25 tháng 12 năm 336. Khi ban bố các lệnh trên, Constantine là tín đồ kim giáo chủ tối cao của đa thần giáo La Mã. Y muốn những tín đồ Kitô bề ngoài thực hiện nghi lễ của tôn giáo mình, nhưng thực ra là để tôn kính thần mặt trời của đa thần giáo. Ngày chủ nhật là ngày của thần mặt trời chứ không phải là ngày chúa nhật, God Day, Church Day. Vì vậy, chúng tôi tha thiết mong những người Việt không nên gọi ngày là ngày chủ nhật, là ngày chúa nhật. Tiếp theo, Constantine tự ý quyết định các buổi lễ của Kitô giáo phải có bánh và rượu để tượng trưng thịt và máu của Giêsu. Nghi lễ này không phải do Constantine sáng chế mà do sáng kiến của Justus Martyr. Constantine chỉ muốn giáo hội Kitô phải làm lễ theo một nghi thức thống nhất mà thôi. Nghi thức tế lễ có bánh và rượu được gọi là phép mình Thánh Chúa, đấng bề trên của Kitô giáo. Sử gia lừng danh thế giới Will Durant đã bỏ ra 25 năm nghiên cứu Kitô giáo và hoàn thành tác phẩm Caesar and Church 750 trang. Trong 5 năm, nơi trang 656, ông nhận xét thái độ của Constantine đối với Kitô giáo như sau: trong suốt thời gian trị vì, Constantine đối xử với các giám mục như những phụ tá chính trị. Ông ta triệu tập và chủ tọa các công đồng. Đối với một tín đồ chân chính thì phải là một Kitô hữu trước, đã rồi mới chính khách sau. Nhưng với Constantine thì ngược lại, Kitô giáo đối với ông ta chỉ là một phương tiện chứ không phải là cứu cánh. Tác phẩm Ad Man Handbook of Christianities là công trình nghiên cứu tập thể của trên 100 giáo sư sử học và tôn giáo học của các trường đại học Âu Mỹ, Úc. Nơi trang 109, họ đã viết: trước công đồng Nisi do Constantine triệu tập năm 325, thì những tiêu chuẩn phổ quát của đức tin chính thống Kitô giáo chưa hề có. Các sử gia chân chính trên thế giới cho chúng ta thấy sự thật lịch sử là đạo Kitô chỉ thật sự thịnh hành sau công đồng Nisi năm 325 mà thôi. Trong 3 thế kỷ đầu công nguyên không có Kitô giáo mà chỉ có phong trào Giêsu với rất nhiều phe nhóm của chủ trương đối nghịch nhau. Đọc lại cuốn Việt Nam giáo sử của linh mục Phan Phát Huồng, trang 20, tôi phải phát buồn vì thấy ông linh mục sử gia dỏm này viết sách bất chấp việc kiểm chứng sự thật lịch sử. Linh mục Huồng viết lấy võ lực đàn áp Công giáo để tiêu diệt người Công giáo, thì chẳng những Công giáo không bị tiêu diệt mà còn sinh sản đông đúc thêm. Các hoàng đế La Mã muốn tiêu diệt đạo Công giáo thì ngày nay trên thủ đô Roma phất phới rước gió một cách oai hùng quốc kỳ Vatican tượng trưng cho quyền bính của giáo hội. Trong 3 thế kỷ đầu công nguyên chưa có đạo Kitô hẳn hoi.
thì chỉ có những nhóm thờ Giê-xu với những giáo lý hổ lốt. Ta có thể tạm gọi họ là những tín đồ Kitô giáo nguyên thủy. Sau 325 mới có Kitô giáo thống nhất, và phải đợi tới đời con của Công-tê-tin là hoàng đế Công-tê-tin I. Kitô giáo được ông vua sùng đạo này đổi tên thành Công giáo Catholic năm 340. Trong 3 thế kỷ đầu Công nguyên, dù cho các hoàng đế La Mã có muốn diệt Công giáo đến đâu cũng không thể diệt được, vì lúc đó Công giáo chưa được đẻ ra. Từ sau năm 325, Công giáo là con đẻ của đế quốc La Mã, được đế quốc vỗ béo cho mau lớn để trở thành tôn giáo chính thức của cả đế quốc La Mã rộng lớn. Các hoàng đế La Mã chẳng bao giờ muốn tiêu diệt Công giáo, mà chỉ lo việc bành trướng nó khắp nơi bằng bạo lực mà thôi. Năm 356, hoàng đế Constantius I ra lệnh cấm đa thần giáo La Mã, biến các đền thờ đa thần giáo thành các giáo đường Kitô giáo. Hoàng đế Decius năm 379-395 công bố Kitô giáo là quốc giáo, mọi người phải theo các đạo khác đều bị tử hình. Vào năm 500, một người ở xứ Gheon tên là Colosric lấy binh thống nhất tất cả các bộ lạc Rắc, lập nên nước Pháp. Colosric trở thành vua Pháp, liên kết chặt chẽ với giáo hoàng La Mã và ra lệnh cho toàn dân Pháp phải theo đạo Công giáo. Ai bất tuân lệnh phải chịu hình phạt tử hình. Cuối thế kỷ thứ 7, Hồi giáo tiêu diệt Kitô giáo tại Ai Cập, Palestine, Trung Đông và Bắc Phi. Kitô giáo lo bành trướng thế lực ở Tây Âu. Người thực hiện kế hoạch này là vua Pháp Le Magen, lên ngôi năm 768. Chắc Le Magen đem quân đánh đuổi quân Ả Rập Hồi giáo khỏi lãnh thổ Tây Ban Nha. Sau đó chắc Le Magen chiếm thêm vùng đồng bằng sông Rin, Đức, Bỉ, Hòa Lan. Đúng ngày lễ Noel năm 800, chắc Le Magen đến Roma quỳ gối dưới chân giáo hoàng Leo thứ 3 để được giáo hoàng đội vương miện và phong tước hiệu hoàng đế của đế quốc La Mã thánh thiện. Đây chính là đế quốc Công giáo La Mã đầu tiên. Chắc Le Magen là giáo hoàng cùng chủ trương dùng đạo Công giáo làm lực lượng thống nhất đế quốc. Sau đó chắc Le Magen đã ban bố một mệnh lệnh ghê gớm, phải theo đạo tập thể hoặc chống đối sẽ bị tàn sát tập thể. Sử sách Âu Châu gọi đế quốc La Mã trong thời gian từ năm 313 đến năm 590, 277 năm sau là đế quốc Kitô giáo. Sách Giảng Chiếu trang 57 đến 59, Kitô giáo nói chung và Công giáo La Mã nói riêng hiển nhiên là một sản phẩm của đế quốc La Mã. Constantine là người biết rõ điều đó hơn ai hết, nên ông ta luôn luôn có ý coi rẻ tôn giáo này. Một bằng chứng cụ thể nhất chứng tỏ Constantine tự coi mình là đấng bề trên của Kitô giáo, đó là việc Constantine thiết kế khu nhà mồ của mình ở Constantinople, nay là thủ đô Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ. Trong tác phẩm The Fair History of Christianity, nơi trang 96, sử gia Brian Monahan viết: mộ của Constantine được đặt ở trung tâm khu nhà mồ hình tròn mà ông ta đã xây cho chính mình tại Constantinople, với 12 ngôi mộ trống không ở chung quanh tượng trưng cho các tông đồ, nằm ở dưới chân hắn. Thái độ của Vatican đối với Constantine. Trong giáo hội chính thống giáo, Constantine được tôn vinh
là hoàng đế thánh có ảnh tượng thờ tại các giáo đường. Constantin đội vương miện cao 3 tầng, tay phải cầm cây thập giá rất dài để nhắc mọi người biết Constantin là người đầu tiên tôn vinh dấu hiệu chữ thập. Trong giáo hội Công giáo, chỉ một mình mẹ của Constantin được tôn vinh mà thôi. Mặc dù tiểu sử của bà chẳng có gì đặc biệt, xuất thân từ một cô gái hầu bà, lấy một sĩ quan La Mã, có con rồi bị chồng bỏ. Tuy nhiên, nhờ đó bà mới có Kitô giáo như ngày nay, nên bà được Vatican phong hiền thánh. Cả giáo hội Công giáo dành riêng ngày 18 tháng 8 hàng năm để dâng thánh lễ tôn vinh bà thánh Helena. Ngoài ra, bà còn được tôn vinh là thánh quan thầy của kẻ tăng tòng. So sánh với bà Helena thì công lao của Constantine đối với Kitô giáo lớn gấp ngàn vạn lần. Nhưng Constantine đã không được Vatican phong thánh. Chẳng những thế, Vatican còn cố ý lờ đi, không nhắc đến để tên tuổi sự nghiệp của Constantine bị chìm trong quên lãng. Công giáo La Mã là kẻ chịu ơn của Constantine nhiều nhất, nhưng lại muốn phủ nhận hoàn toàn công ơn trời biển của vị hoàng đế La Mã này. Tất cả chỉ vì Constantine đã lôi Kitô giáo từ vũng bùn lên, đánh rửa sạch sẽ và sẽ tô son điểm phấn cho nó để làm công cụ phục vụ mục tiêu chính trị của đế quốc. Bề ngoài, Constantine củng cố Kitô giáo để đạt mục tiêu chính trị. Về mặt tâm linh, ông ta vẫn là một tín đồ của đạo thờ thần mặt trời. Cho đến khi về già, ông vẫn tự xưng là giáo chủ tối cao của đa thần giáo La Mã. Vì chỉ coi Kitô giáo như một sản phẩm của mình, nên thật sự Constantine không coi trọng Giêsu. Do đó, ông ta không thèm sử dụng tước hiệu đại diện Chúa Kitô, mà sử dụng tước hiệu đại diện Thượng Đế trên trái đất. Trong tác phẩm The Oxford Uncharted History of Christendom của John Macmanus Oxford Uni Press năm 1990, trang 71, có in hình huy hiệu của Constantine. Trên đó có in chữ Hy Lạp, có ý nghĩa như trên: God we have on us. Constantine tạo mọi điều kiện làm cho Kitô giáo lớn mạnh, nhưng không cho phép nó thành một quyền lực độc lập, mà chỉ cho nó là một bộ phận của đế quốc mà thôi. Do đó, ông này sau này Vatican đã phải làm giả văn kiện mang tên sự dân cúng của Constantine để tạo quyền lực cho giáo hội Công giáo La Mã. Văn kiện này được Vatican giả mạo dưới triều giáo hoàng Stephen thứ 3, 752-757. Bằng cách ngụy tạo chữ ký của Constantine và bị đặt ngày ký là 30 tháng 3 năm 315. Trong văn kiện này có điều khoản quan trọng sau đây: Đức Thánh Cha là đấng thừa kế Thánh Phêrô sẽ được tôn vinh lên bậc cao cả trong đế quốc chúng ta, và còn cao cả hơn ngôi báo thế gian. Đức Thánh Cha cai quản các giám mục ở Antioch, Alexandria, Constantinople và Jerusalem. Văn kiện giả mạo The Donation of Constantine đã bị lôi ra ánh sáng bởi Lorenzo Valla, một giới chức cao cấp tại Vatican vào năm 1440. Một trong những bằng cớ rõ rệt nhất là văn kiện giả mạo này ghi ngày ký là ngày 30 tháng 3 năm 315. Lúc này, Constantinople chưa có. Thành phố Constantinople bắt đầu được thành lập từ năm 324. Với văn kiện giả mạo này, Vatican đã chiếm được quyền lực cai quản toàn bộ các giám mục trong giáo hội và lấn lướt quyền lực của các vua chúa về phương diện thế quyền. Văn kiện The Donation of Constantine chỉ là một trong vô vàn các hình thức bịp bợm đã tạo nên quyền lực và của Vatican trong 16 thế kỷ qua. Để kết thúc bài viết này, tôi xin mượn lời của sử gia Gibbon trong tác phẩm The Deadling and Fell
In Field of the Roman Empire, giáo hội La Mã dùng bạo lực để bảo vệ cái đế quốc La Mã đó đã được chiếm được bằng sự lừa bịp. Chắc Ly Nguyễn, cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Mời các bạn đăng ký kênh và sẽ có được những bài viết mới. Xin tri ân quý vị và các bạn.